Thưa quý vị và các bạn, các làng nghề tại thị xã Mỹ Hào đến nay đã được khôi phục và mở rộng sau dịch COVID-19, qua đó đã đảm bảo việc làm cho người lao động với mức lương ổn định. Thời điểm này, các làng nghề đang tập trung sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Sau khi đã hoàn tất các đơn hàng tại các tỉnh xa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, thời điểm này, hàng trăm lao động của 17 cơ sở sản xuất trong làng nghề Tưng Bần ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đều đang rất khẩn trương huy động lao động sản xuất phục vụ thị trường Tết các tỉnh miền Bắc. Lãnh đạo hội làng nghề Tưng Bần cho biết, thị trường mặt hàng này đã dần khôi phục trở lại. Thời điểm này, số lượng bán hàng của các hộ đã tăng khoảng 70% so với hồi đầu năm và tăng gấp đôi so với Tết năm ngoái, mỗi ngày tiêu thụ trên 5.000 lít. Bây giờ nó đang tập trung giải quyết cho bằng đủ xong hết, cho tất cả các đại lý là sẽ đầy đủ hàng hóa để bán, để phục vụ Tết cho bà con nhân dân. Giá cả chung của đầu vào đỗ nhập khẩu về là so với những năm trước là nó đã lên đến gấp đôi. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn tin tưởng rằng là nó sẽ ở một cái thời gian nhất định thôi thì chúng tôi vẫn có thể khắc phục được. Riêng về người lao động thì vẫn phải đảm bảo như mọi năm, lương thưởng Tết, mọi cái là sẽ vẫn cứ bình thường. Với nghề mộc mỹ nghệ xã Hòa Phong, dù không được sôi động như trước do không phải là mặt hàng thiết yếu, song nhờ sự năng động của các chủ xưởng đi tìm kiếm mở rộng thị trường, đặc biệt là sử dụng các trang mạng xã hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm, đồng thời đa dạng hóa các loại sản phẩm không sản xuất đại trà, không sản xuất những mặt hàng đại đắt tiền mà hầu hết chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng và những mặt hàng kỹ nhỏ chất lượng cao, nên các xưởng sản xuất cũng đều đã duy trì được việc làm cho người lao động. Thời điểm này thì gần như là tất cả mặt hàng xa là chúng tôi đã tạm dừng. Thế còn thì chủ yếu là những cái hàng là sản xuất quanh khu vực miền Bắc mình thôi. Tết năm nay nói chung là thị trường là mặc dù nó cũng ảm đạm nhưng mà vẫn bảo đảm ngày công cho anh em thợ là vẫn đủ công việc để cho anh em làm đến giáp Tết. Giá cả hàng kỹ thì cực kỳ là ổn định. Đấy, chỉ có những mặt hàng chợ thì giá cả không ổn định thôi. Và chúng tôi cũng tính là cũng có thể là hết dịch thôi, mang chuyển sang nước ngoài. Tầm độ 25 là nghỉ Tết, thu nhập bình quân năm nay nói chung là tầm được hơi chục triệu tháng thôi. Thị xã Mỹ Hào hiện có 10 làng nghề đang duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.000 lao động. Với thực tế thị trường khôi phục như hiện nay, thực sự là tín hiệu vui, là động lực tiếp sức cho các cơ sở sang năm mới tiếp tục duy trì phát triển và mở rộng.